Đoàn quân huấn luyện viên Vũ Hồng Việt sẽ ra sân với sơ đồ 4-2-3-1. Đứng trong khung thành vẫn là thủ môn đội trưởng Nguyên Mạnh. Bộ tứ vệ sẽ là Văn Kiên, Lucas, Thanh Hào và Hồng Duy. Hai cầu thủ đá thấp nhất hàng tiền vệ sẽ là Văn Công và Lý Công Hoàng Anh. Ba cầu thủ đá cao là Văn Toàn, Henrio, Văn Vĩ và Rafael Sơn. Tất nhiên rồi, họng súng thượng thặng của Thép Xanh Nam Định vẫn sẽ là người lĩnh sướng hàng công. Rafael Sơn vẫn đang bùng nổ với khả năng ghi bàn của mình, 15 bàn thắng sau 14 trận đấu. Và anh sẽ là một sự đe dọa lớn với sơ đồ 5-3-2 của huấn luyện viên Bùi Đoàn Quang Huy ngày hôm nay. Cặp đôi ngoại binh người Brazil Alan và Leo Arthur sẽ là những người đá cao nhất tràng công. Ở phía dưới họ là Văn Thuận, Văn Triền và Văn Thành. Năm cầu thủ hàng phòng ngự là Ngọc Tín, Ariano Schmidt, Đình Trọng, Đức Lợi và Văn Đức. Đứng trong khung gỗ vẫn là thủ thành Đặng Văn Lâm. Alan rất tốt, đi bóng, căng ngang, vẫn là cơ hội dành cho cao thủ Medellin Quy Nhơn Bình Định. Đó thực sự là pha xử lý khiến cho các cổ động viên của đội bóng Thành Nam phải lo lắng. Khá nguy hiểm, pha xử lý của Đặng Văn Lâm tương đối mạo hiểm tới từ thủ môn của câu lạc bộ Medellin Quy Nhơn Bình Định. Chúng ta sẽ cùng một lần nữa được xem lại pha đỡ bước 1 không tốt tới từ thủ thành Đặng Văn Lâm và nó khiến cho thủ môn này gặp khó ở nhịp xử lý tiếp theo. Ngay khi qua được một người thì trước mặt Rafael Sơn lại có thêm người nữa. Bóng hay, và ra chân là của Văn Kiên. Với một đội hình đối phó với một đội hình phòng ngự lùi sâu thì những tình huống tranh chấp bóng hai thành công sẽ mở ra được nhiều điều cho đội bóng tấn công. Lý Công Hoàng Anh, quả thật, đánh đầu. Thủ thành Đặng Văn Lâm đã mất hai nhịp để có thể ôm gọn trái bóng. Cũng đã bắt đầu là những nhịp tăng tốc đến từ phía đội chủ nhà. Lần này nào là một quả tạt vào phía trong. Pha phối hợp giữa hai tiền vệ trung tâm của đội bóng. Người có mặt trong vòng cấm là Văn Công. Khá mềm. Pha xử lý của Văn Đức. Leo Arthur. Quả tạt xuất sắc. Đó là cách mà Medellin Quy Nhơn Bình Định kết thúc một tình huống phản công. Độ gọn gàng đến đáng kinh ngạc. Leo Arthur không có nhiều cơ hội để chạm bóng ở phần sân của Thép Xanh Nam Định. Nhưng trong một khoảnh khắc khi mà cầu thủ này có bóng thì anh đã quan sát được người đồng đội di chuyển cắt chéo vào phía trong ở cánh đối diện. Văn Đức cũng không cần phải chạm bóng quá nhiều, chỉ cần một chạm thôi. Một chạm để đưa bóng vào lưới của thủ thành Nguyên Mạnh. Và tất nhiên rồi, ở pha bóng này chúng ta không thấy có lỗi việt vị tới từ phía Bùi Văn Đức. Văn Đức đã thực sự có được cho mình một pha xử lý xuất sắc. Và hy vọng với bàn thắng này chúng ta sẽ được chứng kiến một thế trận cởi mở hơn nữa, khi mà Thép Xanh Nam Định sẽ buộc phải đẩy cao đội hình để tấn công. Quả tạt của Henrio. Cú đánh đầu ngược tới từ Văn Vĩ. Đoàn quân huấn luyện viên Vũ Hồng Việt hiểu sự nguy hiểm mỗi khi mà Medellin Quy Nhơn Bình Định phản công. Bên trên có Leo Arthur. Cánh đối diện thì Văn Đức đang di chuyển. Leo Arthur. Đúng là Medellin Quy Nhơn Bình Định không cần tấn công nhiều. Đường truyền, Henrio bật lên không thể đánh đầu. Quả chèo bóng vào trong dành cho người đồng hương. Áp lực sẽ được chuyển lại dành cho cầu thủ hàng phòng ngự. Và đó lại là một sai số đến từ phía đội khách. Văn Toàn, những khoảng không gian hiếm hoi dành cho Văn Toàn. Cơ hội là đây, Henrio. Bàn thắng đã tới với đội chủ nhà Thép Xanh Nam Định. Đội chủ nhà chưa có giải pháp với một hàng phòng ngự đông người của Medellin Quy Nhơn Bình Định. Nhưng để tận dụng cơ hội thì họ có. Những cầu thủ đồng hương bên kia chiến tuyến như là Leo Arthur, như là Alan Graffite bằng một cú đá cực kỳ đẹp mắt. Khi mà thủ thành Đặng Văn Lâm đã không còn đứng ở một vị trí thuận lợi nhất và bỏ lại
góc gần. Một khoảng trống quá lớn thì cú đá của Enrio đơn giản là 10 điểm. Enrio đánh được. Lần này là Rafael Sơn. Một khoảnh khắc mà hai ngoại binh người Brazil trên hàng công của Thép Xanh Nam Định đã tìm thấy nhau. Cánh phải đang là Văn Kiên, càng ngang vào trong, cơ hội để Văn Toàn dứt điểm. Lựa chọn của cầu thủ áo số 9 là đánh gót. Henrio đánh đầu. Lần này thì thủ thành Đặng Văn Lâm đã phải trổ tài. Quả đánh đầu thứ hai của Văn Công trong vòng cấm địa của đối thủ tính đến thời điểm này của trận đấu. Ở đâu đó khoảng 15 phút đầu tiên thì Văn Công cũng đã xâm nhập vòng cấm và có được một pha đánh đầu từ quả tạt của Lý Công Hoàng Anh. Tiếp tục là quả treo bóng, tiếp tục là một pha đánh đầu. Và lần này phải cần nhờ đến một hậu vệ của Medellin Quy Nhơn Bình Định đứng ngay trước vạch vôi để cản phá một bàn thua. Áp lực là rất lớn. Henrio, một khoảng không gian dành cho cầu thủ mang số 10. Cánh phải đang rất thoáng. Rafelson. Chúng ta hiểu khao khát của Rafelson. Và đó cũng là lý do, có lẽ là lý do để Rafelson quyết định dứt điểm ngay trong tình huống vừa rồi. Một quyết định mà theo chúng tôi là không thực sự hợp lý. Nhưng hơn bao giờ hết thì lúc này Rafelson đang mong muốn để có thể ghi bàn. Và để mất bóng nguy hiểm tới từ Lucas. Leo Arthur càng ngang vào trong. Chúng ta hãy nhìn khoảng không gian mà cầu thủ của Medellin Quy Nhơn Bình Định đã chiếm lĩnh được. Văn Toàn lúc này đang được sử dụng ở vị trí tiền vệ tấn công lệch trái. Cơ hội là đây. Ngọc Sơn sút ngay. Trần Ngọc Sơn vẫn đang tìm kiếm bàn thắng đầu tiên trong mùa giải 2023-2024. Văn Toàn, Enrio, cơ hội là đây, Ngọc Sơn, bóng vẫn còn Enrio. Đó là pha bóng mà chúng ta cần phải dành lời khen cho Đặng Văn Lâm, người đã cực kỳ chủ động để lao ra và che chắn bịt lấy góc sút của Ngọc Sơn trước khi mọi thứ trở nên quá tệ. Đánh đâu, rất nguy hiểm, vào! Alan Graffite lại là cái tên quen thuộc, đem lại rất nhiều niềm vui dành cho Medellin Quy Nhơn Bình Định. Cực kỳ đáng sợ với khả năng kết nối giữa những ngoại binh người Brazil của Medellin Quy Nhơn Bình Định. Leo Arthur tạt, Alan bật cao và bóng vào lưới. Lại là một cơ hội nữa dành cho cao thủ Medellin Quy Nhơn Bình Định. Dứt điểm. Tỷ số là 3-1 dành cho Medellin Quy Nhơn Bình Định. Địa chấn ở tại thiên trường lúc này. Quá tuyệt vời. Những pha phản công thực sự là sắc nét. Chúng ta không tìm thấy những vết xước trong các đợt tấn công của Medellin Quy Nhơn Bình Định. Nó nắn nót và chỉn chu ở từng nhịp chạm bóng, không thừa không thiếu. Từ pha giật gót này của Leo Arthur, từ đường truyền của Văn Đức và từ cú dứt điểm của Văn Thuận. Không biết làm sao được khi bây giờ Thép Xanh Nam Định đang cần ít nhất là hai bàn thắng. Enrio, Văn Toàn đá phạt dành cho cao thủ Thép Xanh Nam Định. Rất nhiều những cuộc lội ngược dòng điên rồ ở trong mùa giải năm nay. Và gần nhất chúng ta có thể dễ dàng nhắc về hai cuộc đối đầu với câu lạc bộ Hà Nội. Enrio. Enrio! Oh! Chúng ta đang được hứa hẹn sẽ có một cuộc rượt đuổi, một bộ phim ở tại sân Thiên Trường lúc này. Đây là những chất xúc tác hoàn hảo nhất cho một kịch bản điên rồ.
Ngày hôm nay khi mà Rafael Sơn chưa thể lên tiếng thì vẫn còn đó Henrio. Anh muốn chứng minh rằng ở tại thiên trường lúc này, ở trong trận đấu này, sẽ không phải là những Alan hay Leopter là những cầu thủ người Brazil xuất sắc nhất, mà đó phải là Henrio. Khắc Ngọc Nam Định giành được bóng hai. Henrio, những nhịp đảo chân quen thuộc, quả thật đánh đầu để tạt bóng là Tuấn Anh. Ở trận đấu trước Tuấn Anh đeo số 11, nhưng ngày hôm nay thì anh phải đeo số 21 do những điều lệ của giải. Trước đó thì thép xanh Nam Định đã đăng ký số áo 11 cho Douglas Coutinho. Và lại là phản công, lại là cánh trái, lại là Leo Arthur. Leo Arthur vẫn chuyển bóng sang thành công, dứt điểm. Không có bàn thắng thứ tư. Bóng lại hướng tới Leo Arthur. Leo Arthur. Leo Arthur qua nốt cả thủ môn và bàn thắng thứ tư đã đến với Maryland Quy Nhơn Bình Định. Những người Brazil bay. Leo Arthur đã mừng, đã siêu để tận hưởng bàn thắng của mình cùng với đội khách. Mỗi khi mà Leo Arthur có bóng ở 1/3 cuối sân của thép xanh Nam Định là nỗi lo lại đến. Anh vượt qua được Văn Kiên, có một cái vê gầm đầy tính phút san để vượt qua nốt cả Nguyên Mạnh trước khi bình tĩnh đặt lòng và giúp cho đội nhà nâng tỷ số lên thành 4-2. Henrio đánh đầu, chưa có cú đá. Rafael Sơn đã ngã. Và đây là một trận đấu có VAR. Có vẻ như là sẽ không có gì xảy ra cả. Tình huống làm tường từ phía vào phía trong. Alan va chạm với Rafael Sơn. Và lại là Leo Arthur, lại là Leo Arthur, lại là Leo Arthur. Và đó liệu không phải là một đường kiến tạo mất rồi, khi mà Alan Graffite đã không thể đưa bóng vào lưới. Nhưng trọng tài biên thì cũng đã căng cờ báo hiệu việt vị. Qua người thành công, liên tục là những tình huống đảo chân. Không biết đã là lần thứ bao nhiêu mà Leo Arthur qua người và có được những pha xử lý khiến cho phòng ngự thép xanh Nam Định gặp khó rồi. Leo Arthur tiếp tục qua người, chuyền bóng vào trong. Văn Toàn, Văn Toàn. Henrio chưa thể dứt điểm. Cú đá của Henrio. Hai chạm để dứt điểm tới từ Rafael Sơn. Quả tạt. Người lao vào là Lucas Tuyến Hai. Không có góc. Alan Graffite. Lại là một tình huống lên bóng nữa của Maryland Quy Nhơn Bình Định. Alan Graffite. Không vào. Bóng dội sang ngang khung thành. Thép xanh Nam Định có thể kiểm soát bóng nhiều hơn, tạo ra được tổng số lượng những cú dứt điểm nhiều hơn. Nhưng rõ ràng là họ không thể xứng đáng thắng hơn so với Maryland Quy Nhơn Bình Định. Những người đang sở hữu vượt trội hoàn toàn về số lượng cơ hội nguy hiểm được tạo ra. Quả tạt bóng của Lucas. Kết quả ở tình huống này sẽ là như thế nào đây? Làm gì? Dứt điểm. Không có bàn thắng. Rafael Sơn. Đá phạt dành cho câu lạc bộ thép xanh Nam Định. Và đây là vị trí mà Henrio đã ghi bàn trước đó. Henrio đứng trên chấm đá phạt. Và lại là một pha dứt điểm nữa của Henrio. Lần này lựa chọn của Henrio là dứt điểm ra góc xa. Và tiếng còi để khép lại trận đấu của trọng tài Hoàng Thanh Bình đã vang lên. Thép xanh Nam Định đã gục ngã trên sân nhà Thiên Trường. Một cơn địa chấn được tạo ra bởi Maryland Quy Nhơn Bình Định. Họ đã quá xuất sắc trong ngày hôm nay. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.